Con Maria Trần Thị Minh Nguyệt, con từ Mỹ về. Con đấy, con lại con phải nói to, con là Maria Trần Thị Nguyệt. Trần Thị Minh Nguyệt, con ở đâu về? Từ Mỹ về. Con từ Mỹ về. Rồi, một người từ Na Uy, một người từ Mỹ. Rồi. Con một người Mỹ, Na Uy bìa lại Mỹ, thì con được ơn gì của Chúa Minh Nguyệt? Dạ con được ơn Chúa lành cha. Con nói to lên cha cái. Con nói to lên, đau ráng phải nói to, làm chứng mà không nói to. Con đứng yên, con đừng có giấy ruộng. Rồi, con được bình tĩnh mà run. Run cũng phải bình tĩnh mới run. Rồi, con được ơn chữa lành, ơn gì con nói to cho mọi người nghe. Dạ, con được ơn chữa lành bệnh. Bệnh gì? Dạ, con bị thần kinh tọa, rồi bị thoái hóa cột sống, và bị, nói chung là nhiều lắm. Nhất hết người con đi không được, ngồi không được. Con giờ bây giờ con lành rồi, con về con cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con lành bệnh, con về con xin con tạ ơn. Vâng, chị ấy bị thần kinh tọa, bị gì nữa, thoái hóa cuộc sống, tê tay tê chân, đau nhức toàn thân. Rồi chị làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị đến đây để được ơn và được về đây làm chứng? Dạ, tháng 10 vừa rồi con về, con có đi bác sĩ ở đây, có chích cho con hai mũi, cái tay con tê hết luôn. Rồi em gái con mới nói thôi đi xuống cha đi, để cha đặt tay rồi ban phước, cầu Chúa cầu nguyện thì con mới xuống đây. Khi con xuống con nhìn thấy giọng người thì con mệt, con không muốn vào. Nó rất như con là không có sức mạnh đó, nhưng mà con khấn Chúa ơi, cứu con, cứu vớt con, cho con đi tới nơi được cha đặt tay. Thế là con xếp hàng và con đi được tới nơi. Cha đặt tay cho con thì con về con khỏe và con xin Đức nó phép. Thế là con không bỏ thuốc của bệnh viện luôn, con chỉ uống nó phép mỗi ngày. Và con thức con thoa, hôm nay con lành, con về con cảm tạ ơn cha. Tháng năm ngoái tháng mấy chị về đây? Dạ tháng 10. Tháng 10 năm ngoái là chị về đây. Và chị đi chữa bệnh, nhưng bác sĩ chích thuốc làm sao cái tay chị lại càng tê cứng và không cử động được. Chị mới, rồi ai giới thiệu chị đến đây? Dạ em gái con. Vâng, người em gái mới giới thiệu chị đến đây. Mà khi đến đây thì chị nhìn thấy dòng người quá đông và hàng người xếp hàng quá dài để mà lên đặt tay. Chị nản chí, chị không muốn tiếp tục. Nhưng mà rồi chị cầu nguyện và Chúa thêm sức. Và đó cũng là cái cảm giác của rất nhiều người đến đây như vậy. Nhìn cái dòng người mà gần một cây số vậy thì ai mà chịu nổi. Mà đứng chờ 3 tiếng đồng hồ. Thà mình ngồi mình chờ tới phiên nó đỡ. Mà cứ phải đứng, anh chị em thấy nhích một tí. Rồi nhích một tí, rồi nhích một tí, đứng cả 3 tiếng đồng hồ. Mà người phía trước thì đụng, đụng phía sau cũng đụng. Mà chạy ra ngang thì nó lại mất chỗ. Anh em thấy cực không? Cực lắm. Rồi trên đầu thì nắng, rồi bên dưới thì nóng, chung quanh là người. Vậy mà sao mà người ta chịu nổi 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ để mà lên được. Cho nên là chị bảo nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng mà ơn của Chúa thúc đẩy chị đến và chị được đặt tay và chị đã uống nước lòng thương xót và chị đã được chữa lành. Hôm nay chị từ Mỹ bay về đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là đấng mà đã chữa lành cho con và mời gọi con là phải kiên trì. Nếu con không kiên trì hôm nay con không đứng đây để làm chứng cho Chúa được. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con có máy nghe giảng chưa? Có chưa? Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đề can lòng thương xót Chúa xin gửi tặng cho con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.